duy trì thành tích bất bại U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30. Trong một game đấu mà chúng ta không có Quang Hải, không có sức khỏe sung sức do đã trải qua một lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games. Chính huấn luyện viên Park Seo trước ngày thi đấu cũng phải thừa nhận chúng ta đã cạn kiệt nguồn thể lực. Nhưng cũng nhờ những yếu tố đó, Park Seo tung cặp tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh vào sân thi đấu ngay từ đầu. Trong suốt vòng bảng SEA Games 30, mỗi khi U22 Việt Nam sử dụng hai cầu thủ này, đối thủ đều bị bóp nghẹt. U22 Campuchia cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi U22 Việt Nam sử dụng đội hình thiên hàn về tấn công và không ngại bùng sức chơi phủ đầu. Chúng ta biết cuộc chơi giải sức không phù hợp với hoàn cảnh của đội bóng lúc này. Phút 20, Tiến Linh đắc đầu điệu nghệ, mở đầu cho công cuộc chinh phạt người Cam. Phút 26, Thành Trung kiến tạo tuyệt vời cho Hà Đức Chinh bứt tốc rất nhanh, loại bỏ hậu vệ của U22 Campuchia. Đối mặt với thủ môn, Đức Chinh nhanh chân dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên thành 2-0. U22 Campuchia gần như vỡ mọi phương án đối phó, chỉ gắng gượng thể hiện tinh thần ở đội ba và va chạm nhiệt quá mức cần thiết. Còn lại, các mảng miếng phối hợp đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Để rồi, Hà Đức Chinh khép lại hiệp 1 hoàn hảo với cú đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, từ cú đá phạt góc của đồng đội, Đức Chinh chạm bóng vừa đủ, khiến hậu vệ U22 Campuchia lóng ngóng đá phạt lưới nhà. Phút 90+3, U22 Campuchia được hưởng phạt đền, nhưng Văn Toản vẫn xuất sắc cứu thua cho U22 Việt Nam. Thắng chung cuộc 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 đầy thuyết phục. Huấn luyện viên Park, tôi muốn thắng trận chung kết SEA Games 30. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Seo chia sẻ: "Cảm ơn cầu thủ, tôi biết người hâm mộ đã chờ đợi hơn 60 năm nay để có thể đoạt huy chương vàng. Chúng ta còn một trận đấu nữa." Nói về trận đấu, huấn luyện viên Park khẳng định: "Đây có thể nói là một trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm đúng theo kế hoạch thi đấu đã đề ra ban đầu. Hiệp 1 của trận này là rất hoàn hảo." Nói về việc thay Tiến Linh ra sân ngay cuối hiệp 1, huấn luyện viên Park khẳng định: "Cậu ấy muốn chơi nữa, không vui vì bị thay ra, nhưng tôi cần cậu ấy cho trận chung kết. Chấn thương không nặng lắm và tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu ấy." Huấn luyện viên Park cũng gửi lời tới huấn luyện viên Indonesia: "Việt Nam và Indonesia ở cùng khách sạn, chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Chúng tôi là đồng nghiệp, biết lẫn nhau và gặp nhau trong trận chung kết. Tôi muốn chúc mừng Indonesia vào chung kết, hy vọng ông ấy chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng." Huấn luyện viên Park đưa ra phát biểu cuối cùng: "Là một huấn luyện viên đội tuyển thì không nên nhận xét về huấn luyện viên đội tuyển khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã thắng Indonesia ở Bali ở vòng loại World Cup 2022, ở vòng bảng SEA Games và vòng loại U23 châu Á ở Hà Nội. Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng trận tới luôn." Huấn luyện viên Campuchia công nhận Việt Nam mạnh nhất giải, đổ lỗi trọng tài không công bằng. Hừng hực khí thế bước vào bán kết, nhưng U22 Campuchia cuối cùng đã phải chịu thất bại cách biệt 0-4 trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Felix Damas thừa nhận đội nhà thua kém U22 Việt Nam và nhắc đến trọng tài: "Tôi nghĩ chúng tôi đã đối đầu đối thủ quá mạnh, tốt nhất ở giải đấu. Chúng tôi đã có thời điểm chơi tốt nhưng không thể làm được gì U22 Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng hạn chế Việt Nam chơi bóng dài phản công hay treo bóng cho các cầu thủ có thể hình tốt nhưng không thành. Bàn thua đầu tiên ảnh hưởng nhiều đến U22 Campuchia, đặc biệt là tình huống dẫn tới bàn thua đó. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi tập trung hơn sau bàn thua. 20 phút đầu tất cả đều ổn, trừ trọng tài. Tôi cũng đã yêu cầu trọng tài xem lại bảng ghi hình trận đấu. Đây là rất bình thường trong bóng đá, đặc biệt là ở tình huống bàn thắng thứ hai cho U22 Việt Nam. Toàn đội Campuchia càng ngày càng tiến bộ sau 5 trận đã qua. Chúng tôi muốn có huy chương. Trận cuối tranh huy chương đồng sẽ là thử thách khó khăn, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua Myanmar. Vượt Lê Huỳnh Đức, Hà Đức Chinh đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam ở SEA Games. Đây là những lời chia sẻ của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức và hiện cũng đang là huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ SHB Đà Nẵng khi nói về phong độ của Hà Đức Chinh. Và cho đến bây giờ, chắc chắn ông Đức đang phải chột dạ khi chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của cậu học trò của mình. Trước SEA Games 30, Lê Huỳnh Đức, Văn Quyền, Huy Toàn là những người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games. 5 bàn thắng, nhưng con số đó sớm bị phá vỡ bởi Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Với 2 bàn vào lưới U22 Campuchia, Hà Đức Chinh đang đua danh hiệu vượt vào lưới SEA Games 30 với 7 bàn thắng, kém 1 bàn so với cầu thủ Osvaldo của U22 Indonesia, 8 bàn. Đây cũng là kỷ lục của bóng đá Việt Nam ở sân chơi SEA Games. Hà Đức Chinh chính thức vượt mặt Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Huy Toàn khi anh hơn đến 2 bàn so với các đàn anh và người thầy ở câu lạc bộ Đà Nẵng. Đầu gối Trọng Hoàng rớm máu vì cầu thủ U22 Campuchia phạm lỗi thô bạo. Phút 16, cầu thủ số 7 là Jun Fiandi bên phía U22 Campuchia có tình huống vào bóng ác ý với Trọng Hoàng. Tuyển thủ xứ Nghệ ôm mặt đau đớn khi đầu gối trái của anh chảy máu. Sau tình huống này, các cầu thủ U22 Việt Nam ngay lập tức vây quanh trọng tài. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Seo phản ứng với trọng tài một cách quyết liệt và ông thầy người Hàn Quốc phải nhận một tấm thẻ vàng. Đồng thời, trọng tài chính người Qatar chỉ rút một tấm thẻ vàng cho Jun Fiandi. Có thể nói, đây là trận đấu mà trọng tài chính đã khá nhẹ tay với những pha phạm lỗi của các cầu thủ U22 Campuchia. Nhưng dù bị chảy máu, nhưng Trọng Hoàng vẫn nén đau,
chơi đến hết trận một cách sung mãn và có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước Campuchia. Sắp gặp lại Việt Nam, cổ động viên Indonesia bày tỏ, chắc chúng ta thua quá. Trích lời dẫn từ thể thao 24/7, cổ động viên Nunung Sahana viết, cuối cùng, chúng ta đã lọt vào trận chung kết sau chiến thắng 4-2. Tiếp, còn cổ động viên Travagalo bình luận, chúc mừng Indonesia đã giành vé vào trận đấu cuối cùng. Nhưng có một số điều cần phải cải thiện nếu muốn giành chiến thắng Việt Nam trong trận chung kết đó là các cầu thủ phải chất chiêu cơ hội. Tiếp tục chiến đấu thêm một bước nữa để giành huy chương vàng nào. Trong khi đó, cổ động viên Maung Engora cảnh báo, thất vọng về sai lầm của hàng thủ, nếu cứ đá như này thì tôi lo chúng ta sẽ bị Việt Nam đánh bại ở trận chung kết. Thậm chí, cổ động viên Buddhist Dagny Stanford tỏ ra bi quan. Indonesia sẽ phải đối đầu Việt Nam trong trận chung kết và nhiều khả năng chúng ta sẽ bị họ đánh bại. Tiến Linh không vui khi bị thầy Park thay ra. Sau trận thắng đậm 4-0 trước U22 Campuchia, điều mà người hâm mộ quan tâm là tiền đạo chủ lực U22 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh bị thay ra ở cuối hiệp 1 trong trạng thái không vui. Theo lý giải của huấn luyện viên Park Seo, quyết định rút Tiến Linh ra là giải pháp để dưỡng chân cho cầu thủ này trước trận chung kết với U22 Indonesia. Chúng tôi vừa kết thúc trận đấu nên tôi cũng chưa biết chấn thương cụ thể của Tiến Linh. Tôi muốn thay cậu ấy nhằm hướng đến chung kết. Tiến Linh có vẻ không vui lắm nhưng tôi phải thay cậu ấy. Tiến Linh lúc đó có thể vẫn chơi được, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi đành phải đưa cậu ấy ra. Còn mức độ cụ thể ra sao thì chờ kiểm tra, huấn luyện viên Park chia sẻ. Trả lời báo chí khi cùng đội di chuyển ra xe, cầu thủ mở tỷ số của trận bán kết cho biết mọi chuyện vẫn ổn. Tiến Linh và các đồng đội khao khát hướng đến việc chinh phục tấm huy chương vàng lịch sử. Lúc này, tôi cũng chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào, chỉ mong là mọi thứ hồi phục nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ chấn thương không quá nặng và có thể hồi phục cho trận chung kết. Hà Đức Trinh, U22 Indonesia rất khỏe, U22 Việt Nam phải dè chừng. Ở trận chung kết, U22 Việt Nam sẽ gặp lại U22 Indonesia. Tại vòng bảng, U22 Việt Nam để đối thủ dẫn trước và phải mất rất nhiều công sức mới lội ngược dòng thành công. Theo Đức Trinh, U22 Việt Nam phải để trận thắng này lại sau lưng, qua đó tập trung hết mức cho trận chung kết. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, bởi vì U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia sẽ là trận đấu mới. Tôi phải tập trung rèn luyện hồi phục bước vào trận chung kết. Tôi nghĩ U22 Indonesia rất mạnh, nhưng chiến thuật thầy Park sẽ ra và bọn em sẽ ra sân thực hiện. Với đối thủ U22 Indonesia thì tôi thấy họ chơi rất khỏe và nhanh nên chúng ta cần phải đề phòng. Đức Trinh kết luận. Hôm nay thì em thấy khả năng đánh đầu của mình hiện tại em đã tự tin vào nó chưa? Thật sự là bây giờ em còn trẻ và tất cả kỹ năng em còn phải tập thêm từng ngày nữa. Những kỹ năng em sẽ cố gắng để hoàn thiện một kỹ năng cả chân với cả đầu. Thì bây giờ em có thể coi là không chiến là một điểm mạnh của em nếu như so với các đội khác tại Đông Nam Á hiện tại, thì đấy có vẻ thứ vũ khí của đội tuyển Việt Nam, của em, của Tiến Linh. Em nghĩ được SEA Games lần này những tình huống không chiến đã mang đến rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển chúng ta. Em nghĩ là một vấn đề chúng ta cần thực hiện nhiều với những tình huống này để có thể có bàn thắng. Em nghĩ kết thúc hiệp 1 thì sang hiệp 2 đội bắt đầu đá chung xuống để sức cho trận sau, nhưng như là trận đấu hôm nay em nghĩ ai là mình chị nghĩ thế nào về trận chung kết khi tái đấu với Indonesia? Em nghĩ là mọi thứ đã bắt đầu lại từ đầu thôi, bởi vì Việt Nam Indo là gặp nhau ở trận chung kết là một trận đấu mới nên chúng em cần phải tập trung để có một cái thể trạng tốt nhất để có thể bước vào thi đấu một trận đấu có thể giành kết quả tốt. Indonesia có lối chơi rất là rất mạnh, kinh có lo ngại. Em nghĩ Indo mạnh thì cũng chiến thuật thì thầy Park sẽ ra chiến thuật cho bọn em và bọn em chỉ vào sân để bọn em thực hiện được. Theo Trinh thì cầu thủ nào nguy hiểm nhất bên phía Indo? Em nghĩ là ở bên Indo là tất cả cầu thủ bên đấy chơi rất là khỏe và rất là nhanh nên chúng em cần phải đề phòng tất cả các cầu thủ bên Indo. Chúc mừng. Nhiều em.